các bạn, hôm nay Cân Phụ Kiện sẽ review cho các bạn một dòng kính mới đối với Niwi thôi nha các bạn. Còn cũ thì chắc đối với những người đã chơi được hơn năm rồi. Thì cái dòng kính này đặc biệt là nó sử dụng hai anten, có tích hợp sẵn pin bên trong và có sẵn DVR để các bạn có thể lưu hành trình bay. Bây giờ mình sẽ đập hộp luôn cho các bạn coi ha. Đây một tờ hướng dẫn. Tiếp theo đó là một cái kính. Ăn tay nấm. Cây anten pad 54 dBi, một cáp audio AV in nha các bạn. Tiếp theo đó là một cái cáp sạc pin và một cục adapter. Rồi ok, bây giờ mình sẽ review đến cái tính năng của nó. Thì mình cũng giới thiệu sơ cho các bạn là cây anten này là cây anten định hướng nha các bạn. Đây là cây anten để các bạn có thể sóng ngang. Khi các bạn bay sát mặt đất á, thì cái cây anten này nó sẽ thu sóng tốt hơn cây anten nấm. Còn cây nấm này là nó sẽ thích hợp cho các bạn bay trên bầu trời thì cái sóng nó sẽ đi theo cái hình trái táo á. Cây này nó sẽ hoạt động tốt hơn. Rồi đây là cây dây AV in. Thì cái dây này các bạn cắm vô đây, cắm vô kính nha các bạn. Còn cái đầu này các bạn có thể cắm vô máy vi tính hoặc là các bạn cắm vô những cái modem rời để các bạn bay á. Rồi hai cái này mình không nói, cái này là cáp sạc còn cái này là cụ sạc. Ok rồi, mình được giới thiệu sơ cho các bạn về cái những cái tính năng cơ bản của cái khi mình sử dụng cái dây này hoặc là anten nấm. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn và mình sẽ show cho các bạn coi là cái kính này nó như thế nào. Ở đây là khe cắm thẻ nhớ, thì các bạn cắm thẻ nhớ vô thì các bạn có thể record được cái hành trình bay của các bạn ở đây. Đây là cái cổng sạc pin và đây là cái AV in nha các bạn. Rồi tiếp theo là đây là hai cái đầu anten để các bạn gắn anten vô. Các bạn sẽ khi mà các bạn bay các bạn có thể gắn hai cái anten này luôn, một cái định hướng một cái nấm. Và đây là cái menu channel, search channel và tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ bật thử lên cho các bạn coi nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái nguồn lên cho các bạn coi là cái kính này nó sẽ như thế nào nha các bạn. Đây là nút nguồn, mình nhấn giữ nha. Ok, vậy là cái kính của mình nó đã lên nguồn rồi. Trong cái kính của mình nó sẽ hiện là channel này, rồi cái cần cái anten sóng này, cái số kênh này và dung lượng pin nha các bạn, pin còn bao nhiêu phần trăm á. Rồi search, khi các bạn nhấn cái nút search này á thì trong đây nó sẽ tự động nó auto nó search những cái channel cho các bạn. Thì khi mà nó search ra được cái kênh của cái VTX của mình á là các bạn có thể sử dụng được nha, và tự động nó hiện hình lên. Còn đây là mình sẽ chọn manual cái channel. Ở đây khi mà mình bấm thì các bạn sẽ thấy cái chữ nó màu đỏ đó, là E nè, F, R, A, B, C nha các bạn. Rồi tiếp theo là cái này là cái channel, các bạn chọn channel là 4, 5, 6, 7, 8 nha các bạn. Cái này channel còn cái này là band. Rồi ok, khi mà các bạn nhấn nút này là nó sẽ rec nha các bạn, gọi là cái record á đó. Khi mà có thẻ nhớ thì nó sẽ record cho các bạn ha, và nó có đèn thể hiện ở đây luôn. Ngoài ra thì kính này nó có một cái phím reset nữa, khi mà các bạn kính và bay một thời gian nó bị lỗi các bạn reset lại và nó bật địch về cái setting ban đầu. Và đây là cái nút menu để các bạn vô chỉnh setting nè.
Thì trong đây nó sẽ cho các bạn rất là nhiều thông tin về, thứ nhất là về bright, độ sáng, contrast, color, sharpness, backlight, volume, resize nhé các bạn. Resize là có nghĩa là resize cái recording nhé. Rồi record sound, record time, format, language, default. Ok. À, vậy là mình đã review cho các bạn sơ qua cái kính này. Và hiện tại thì cái kính này bên kênh phụ kiện đang bán với giá là 1.200.000 đồng. Các bạn nào muốn trải nghiệm hoặc là các bạn nào muốn mua thì các bạn có thể inbox cho bên kênh phụ kiện nha. Thì bên mình sẽ support cho các bạn về cái dòng kính này. Rồi, ok, thank you các bạn đã chú ý theo dõi.